Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em phần lý thuyết của cái bài số 3 hàm số liên tục rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập. Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 1 em nha. Trong quá trình xem thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy để có động lực để mà thầy tiếp tục hoàn thành xong cho cái chương trình phổ thông cho các em nha. Quay ở chương trình trung học cơ sở thì rất là nhanh em. Nhưng quay chương trình phổ thông này thì nó rất là lâu, tại vì tới 3 bộ sách mà kiến thức của nó khá là nặng, nên là quay nó rất là lâu, rất mất thời gian của thầy luôn. Thật sự game là như vậy. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số fx bằng ở đây tại điểm này. Thì bây giờ chúng ta cần phải, các em còn nhớ công thức không nào? Chúng ta cần phải chứng minh được cái gì? Lim tại x0 đúng không? Nghĩa là x tiến tới x0 của gì? Của fx. Chúng ta phải chứng minh nó bằng fx0. Nếu mà chúng ta chứng minh được cái điều này nó xảy ra thì nó sẽ liên tục tại x0. Còn nếu cái này mà nó khác thì nó không liên tục. Được chưa? Mà ở đây các em thấy là đây chính là một cái hàm gì? Đây chính là cái hàm đa thức. Mà hàm đa thức thì nó sẽ xác định ở đâu? Nó sẽ xác định trên cái tập xác định của nó, đó chính là R. Đúng không? Ta lập luận trước. Cái hàm số fx bằng 2x mũ 3 cộng x cộng 1 xác định trên gì các em? Trên R. Được nào? Xác định trên R. Như vậy ta có, bây giờ chúng ta sẽ tính cái này trước. Lim x tiến tới x0, mà x0 chúng ta ở đây đây chính là bằng 2 đúng không? Của fx. Nghĩa là bằng lim của x tiến tới 2. Fx ta ở đây đây chính là 2x mũ 3 cộng x cộng 1. Bây giờ chúng ta thế chỗ nào có x, ta thế bằng 2 vô. Như vậy bằng 2 nhân 2 mũ 3 này cộng 2 này cộng 1 này sẽ bằng này. Ở đây là gì em? 8 16. 16 cộng 3 đây là bằng 19 đúng không? 19. Ok. Không nhỉ. Đây là 8 nhân 2 16. 16 cộng với 3 là 19. Chúng ta cũng tính giùm thầy f của 2. F của 2 thì cũng tương tự, chúng ta làm thế vô. 2 nhân cho 2 mũ 3 cộng 2 cộng 1. 2 mũ 4 là bằng 16, 16 cộng cho 3 là bằng 19, đúng chưa? Nhưng mà từ đây chúng ta sẽ suy ra lim của x tiến tới 2 của fx ở đây sẽ bằng f của 2 theo đúng định nghĩa. Vậy cái hàm số liên tục tại đâu? Tại cái điểm x bằng 2. Xong. Bài 1 này rất là dễ. Tại vì nó đã bản thân nó đã có công thức rồi, chúng ta cứ thế vô làm và người ta kết luận thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang là bài số 2 nha. Bài số 2. Ta đi sang bài số 2 nha. Ta hỏi đây. Trong các hàm số có đồ thị hình 15A, BC, hàm số nào liên tục trên tập xác định của hàm số đó và giải thích. Ở đây em thấy đây chính là một cái parabol này. Đây chính là một parabol. Như vậy cái đồ thị hàm số chúng ta đây, đây chính là fx bằng x mũ 2 trừ 2x. Đây chính là hàm gì? Đây chính là hàm đa thức. Cái tập xác định của nó D sẽ là bằng R. Đúng không? Và chắc chắn nó sẽ liên tục trên R. Cái này khá là dễ đúng không em? Câu A này. Ở cái hình 15A thì chúng ta có là gì? Cái hàm số fx của chúng ta là bằng gì? X mũ 2 trừ 2x đúng không? Có D thì bằng R. Nghe cái tập xác định của nó là bằng R nè. Đúng không? Đấy. Nên hàm số liên tục trên R. Còn cái hình 15B, đây chính là hàm hình 15B, đây chính là hàm gì em? Hàm phân thức. Hàm phân thức hiệu tỷ. Cứ đúng nè. Hàm phân thức hiệu tỷ thì nó sẽ cũng có tập xác định D sẽ bằng R, nhưng mà nó trừ đi cho gì? Ở đây x trừ 1 khác 0, nghĩa là x nó sẽ khác 1. X này khác 1 nên nó trừ đi cho
trăm một, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi là cái hàm số gx ở đây sẽ bằng là x trên cho x trừ 1 có cái tập xác định có cái tập xác định d sẽ bằng r trừ cho 1. Vậy ở đây chúng ta kết luận là nó sẽ liên tục trên các cái khoảng là gì, từ âm vô cùng cho tới đâu các em, từ âm vô cùng cho tới 1 và từ 1 cho tới dương vô cùng. Đây, 1 ở đây này, các em thấy không? Từ âm vô cùng tới 1 và từ 1 tới dương vô cùng ở đây. Và nhớ nó là gì các em? Nó chính là khoảng. Chứ mà đoạn thì nó chúng ta phải xét ở bên phải bên trái nữa, hiểu chưa? Vậy hàm số liên tục trên cái khoảng là từ âm vô cùng cho tới 1 và từ 1 cho tới dương vô cùng. Vậy đó, hiểu chưa? Ta có ở cái hình 15C. Hình 15C nha. Hình 15C thì chúng ta thấy đây là một, đây âm 2x, hx âm 2x nếu x nhỏ âm 1. Còn x cộng 1 ở đây nếu x lớn bằng âm 1 thì là cái đường này này. Cái âm 2x là cái đường này này. Còn cái x cộng 1 là cái đường này này. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là ở đây là âm vô cùng, đúng không? Từ cái đoạn âm vô cùng cho tới âm 1 thì chúng ta sẽ có cái hàm số này. Thì nó sẽ liên tục với mọi x, nó thuộc cái trong cái khoảng này. Các em hiểu này. Nhưng mà thì ở đây chúng ta có này. Với x thuộc âm vô cùng cho tới âm 1 là cái trên cái khoảng này này. Thì chúng ta có ở đây là fx nó sẽ ra được là âm 2x liên tục với mọi x thuộc ở đây là âm vô cùng cho tới âm 1. Hiểu chưa? Đấy. Tiếp tục em. Với x thuộc ở đây là âm 1 từ âm 1 cho tới dương vô cùng thì chúng ta sẽ có fx của chúng ta ở đây là bằng cái nào? Bằng cái này này. Đó chính là x cộng 1. Nó cũng sẽ liên tục với mọi x thuộc từ âm 1 cho tới dương vô cùng. Bây giờ chúng ta xét tại cái x bằng âm 1 ở đây, chắc chắn là sẽ gián đoạn này. Ta xét tại cái điểm này nha. Tại x bằng âm 1 có, bây giờ chúng ta có này, lim của x tiến tới âm 1 ở đây của fx sẽ bằng lim của x tiến tới âm 1 fx ta đây là 2x sẽ bằng 2 nhân âm 1 là bằng mấy? Là bằng âm 2. Và f của âm 1 của chúng ta ở đây lại bằng âm 1 cộng 1 thì lại bằng mấy? Bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra lim của x tiến tới âm 1 của fx nó khác với f của âm 1. Vậy ta kết luận cuối cùng, vậy hàm số liên tục trên các cái khoảng này, hai cái khoảng đó chính là âm vô cùng cho tới âm 1 và âm 1 cho tới dương vô cùng, và nó sẽ bị gián đoạn tại cái điểm x bằng âm 1 ở đây. Chỗ đây x bằng âm 1 này nó sẽ gián đoạn tại cái điểm này, tại vì chỗ đây khác, hiểu chưa? Cách làm ra là như vậy. Khi mà người ta cho dưới dạng một cái hàm số dưới dạng này, người ta phải xét ở ba trường hợp như vậy nha: lớn hơn, nhỏ hơn và bằng tại cái điểm đó. Ok, tại điểm này người ta cho sẵn này, âm 1 này. Hình A, hình B, hình C. Hình C thì nó hơi phức tạp, nhưng mà cũng không phức tạp lắm các em, tại vì phương pháp đã có rồi, đúng không nào? Nó đã có rồi nên là chúng ta cứ thế mà làm thôi. Rồi, ta sẽ đi sang câu cuối cùng trong clip hôm nay, đó chính là câu số 3 các em nha. Ok.
Ta đi sang bài số 3 em. Gì đây vậy? Ta cho gì đây em? Bạn nam cho rằng nếu hàm số y bằng fx liên tục tại điểm x0 nha, liên tục tại điểm x0. Còn hàm số y bằng gx không liên tục tại x0 thì nè, thì hàm số y bằng fx không liên tục tại x0. Thế em ý kiến bạn nam đúng hay sai giải thích? Như vậy thì em đúng hay sai? Có bị hợp lý đúng không? Đúng. Ý kiến bạn nam đúng em nha. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nè. Thầy sẽ chứng minh cho em xem. Đầu tiên ta kết luận là theo em, ý kiến của bạn nam là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh này. Bây giờ để mà cái hàm số fx này nó liên tục thì theo định nghĩa chúng ta có là gì em? Ta có này, cái hàm số y bằng fx liên tục tại x0, nên ta có ở đây là lim của x0 các em hiểu nào. Nhưng mà cái này là theo theo định nghĩa này, theo định nghĩa này. Còn cái hàm số, cái hàm số y bằng gx không liên tục tại x0 nên lim x tiến tới x0 nghĩa là gx sẽ khác g của x0. Tại vì không liên tục nên là cái này sẽ khác, còn nếu nó liên tục thì cái thằng này nó sẽ bằng theo định nghĩa. Có đúng nè, đúng không? Do đó chúng ta có như nè, nhờ đó chúng ta có lim cái tổng, ta học công thức này rồi, x tiến tới x0, chúng ta có cái tổng là gì? F của x0, à thành loại f của fx cộng gx, có phải là nó sẽ bằng là lim của x tiến tới x0 của fx cộng lim của x tiến tới x0 gx, có đúng không? Thì cái này nó lại khác với gì? Cái này nó lại khác với f của x0 cộng cho g x0. Vì vậy hàm số không liên tục tại x0, được chưa? Ok chưa nào? Rồi vậy thôi chắc chúng ta làm bài số 4 luôn nha, tại vì mới có 13 phút rưỡi á, 13 phút 30 thôi. Ta đi sang bài số 4 luôn em, còn bài số 5, số 6 thầy sẽ làm xong nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 4. Người ta yêu cầu các em là xét tính liên tục của mỗi hàm số sau trên tập xác định của hàm số đó. Xét tính liên tục. Ở đây chúng ta phải xét tới các cái hàm, ví dụ hàm đa thức, hay là hàm phân thức hiệu thủy, hay là phần hàm lượng giác, hay hàm căn bậc 2 của x dưới dạng là vô tỉ. Thì bây giờ chúng ta phải xét các cái hàm đó, xem được nó liên tục hay không. Hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A này, x bình phương cộng sin x. Thì ở đây em thấy là cái x bình phương cộng sin x đây chính là một cái hàm số, nó sẽ có tập xác định là gì? R. Như vậy thì cái hàm số x bình phương cộng cho sin x này nó liên tục trên R, nên cái hàm số này nó sẽ liên tục trên trên R. Vậy thôi. Được chưa? Như vậy chúng ta trình bày vô, tại vì ở đây người ta xét nè, yêu cầu xét. Như vậy chúng ta có cái hàm số fx bằng x bình phương cộng sin x, nó có cái tập xác định bằng R, đúng không? Mà cái hàm số
x bình phương. Và x bình phương đây chính là hàm đa thức, còn sin x ở đây là hàm lượng giác, thì nó sẽ liên tục tính đâu, nó liên tục trên R. Vì ở đây vì ha, nên cái hàm số fx bằng x bình phương cộng sin x ha, nó sẽ liên tục. Trên R đây x kia, thầy viết chữ x nó giống chữ u quá hề. Có đôi lúc mà thầy tự thầy viết mà thầy cũng bị nhầm, em tin không? Lại quá chướng. Ta sang câu B. Câu B nha. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái anh x mũ 4 với trừ x mũ 2 đây, đây chính là một cái đa thức, hàm đa thức. Còn anh đây đó chính là một cái hàm phân thức hiệu tỉ. Phân thức hiệu tỉ thì ở trên dưới đây nó có mẫu này. Ở đây nó phải x trừ 1 này nó phải khác mấy? X trừ 1 này nó phải khác không? Nghĩa suy ra x này nó phải khác mấy? Khác 1 đúng không? X này nó đã khác 1. Như vậy thì chúng ta có này, cái hàm số gx sẽ bằng x mũ 4 trừ x mũ 2 cộng 6 trên cho x trừ 1. Có cái tập xác định có tập xác định đó chính là gì? Bằng R trừ đi cho gì? Trừ đi cho 1, đúng không? Trừ 1 ở đây này, hiểu chưa nào? Như vậy thì vì cái hàm số x mũ 4 trừ x mũ 2 nó sẽ liên tục trên toàn bộ tập xác định. Đây là tập xác định các em nhé. Và cái hàm số, vì cái hàm gì vậy trời, vì cái hàm số 6 trên cho x trừ 1 nó liên tục, nó chỉ liên tục ở đây nha. Chứ tại x bằng 1 thì nó không liên tục nha. Nếu mà cái hàm số này thì x tại x bằng 1 thì không liên tục, nó sẽ gián đoạn, mà nó sẽ liên tục ở trên hai cái khoảng, trên các cái khoảng đó chính là gì em? Đó chính là âm vô cùng cho tới 1 và 1 cho tới dương vô cùng. Vậy hàm số đã cho nó sẽ liên tục ở đâu? Chắc chắn là trên hai khoảng này em. Tại vì bản thân thằng này liên tục trên tập xác định ở đây, còn thằng này nó chỉ liên tục trên cái khoảng này, chứng tỏ cả cái hàm số này nó sẽ liên tục ở đâu em? Từ âm vô cùng cho tới 1 và từ 1 tới âm tới dương vô cùng. Còn ở chỗ mà tại x bằng 1 thì nó sẽ gián đoạn, nên ta không xét ở chỗ đó, hiểu chưa? Và hàm số này cho liên tục mà trên các cái khoảng đó chính là từ âm vô cùng 1 và từ 1 cho tới dương vô cùng. Xong. Vậy thôi. Câu A và câu B nghe. Chúng ta còn một câu nữa, câu C nữa. Hiểu chưa? Ta cứ xét từng cái hàm riêng biệt như vậy, chúng ta sẽ kết luận được ngay. Ở trong đây hx như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái điều kiện ở đây á, ở đây x khác mấy này? X khác 3 đúng không? Và x khác gì? Trừ 4 đúng không? X khác trừ 4. Chứng tỏ ở đây á, nó sẽ liên tục ở trong các cái khoảng là gì? Từ âm vô cùng cho tới 3 và gì? 3 tới dương vô cùng. Nhưng ở đây nó lại kết hợp này. Ở đây kết hợp với chỗ âm 4 này nữa các em này. Chứ nếu như một mình nó thì ta là suy nghĩ như vậy. Nếu một cái hàm đa thức nữa thì chúng ta sẽ có giống ở câu B. Nhưng ở đây nó có trừ 4 này, chứng tỏ khi chúng ta vẽ ở trên trục số thì trừ 4 này nó phải đứng trước ở đây. Thì chứng tỏ ở đây là âm vô cùng, ở đây dương vô cùng.
thì nó sẽ liên tục là từ âm vô cùng cho tới chỗ này là gì, tại cái điểm này không lấy này, thằng này với thằng này này, và từ thằng này trở đi này, đó. Như vậy nó liên tục từ âm vô cùng cho tới âm 4, từ âm 4 tới 3 và từ 3 tới dương vô cùng, nó liên tục tới 3 khoảng này. Chứ còn tại vị trí ở cái điểm vị trí số âm 4 và vị trí ở điểm 3 này là không liên tục, là gián đoạn. Vậy thôi. Vì trên trục số chúng ta thấy rất là dễ hiểu đúng không? Như vậy thì chúng ta có là cái hàm số này có tập xác định là đó chính là D sẽ bằng R trừ đi cho gì? Âm 4 với lại 3. Ta xét từng hàm số nha. Cái hàm số 2x trên cho x trừ 3 liên tục, liên tục trên các cái khoảng, đó chính là từ âm vô cùng cho tới 3 và từ 3 cho tới dương vô cùng. Tương tự như vậy, cái hàm số x trừ 1 trên cho x cộng 4 nó sẽ liên tục trên các khoảng từ âm vô cùng cho tới âm 4 và âm 4 cho tới dương vô cùng. Như vậy khi chúng ta kết hợp lại, chúng ta vẽ trục số ra là chúng ta sẽ thấy này, ta phải đặt âm 4 trước nha. Như vậy từ âm vô cùng cho tới âm 4, rồi âm 4 tới 3, rồi từ 3 tới dương vô cùng nha. Vậy hàm số đã cho liên tục trên các cái khoảng, đó chính là gì em? Từ âm vô cùng cho tới âm 4, rồi âm 4 cho tới 3, rồi từ 3 cho tới dương vô cùng. Đó, vì trục số này chúng ta sẽ thấy ngay. Hiểu chưa? Rồi ok, câu C. Giờ chúng ta đã biết cách xét chưa? Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 5 và bài số 6 nữa là xong bài này. Sau đó chúng ta sẽ đi sang bài tập cuối chương 3 nữa là xong. Các em nha. Ok. Chúc các em học tốt. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh đẹp luôn.